Em xin chào anh chị. Hôm nay anh chị có thấy là trời rất là âm u, chuẩn bị mưa. Nhưng mà em và Channel Hùng Xe Hơi vẫn làm video để giới thiệu và phục vụ anh chị. Thì hôm nay trước mặt anh chị đây, đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản xăng đặc biệt màu đen, động cơ 2.0. Thì hôm nay em xin giới thiệu những cái tính năng ẩn trên xe mà có thể anh chị sử dụng xe mình chưa biết tới, cùng em khám phá. Thì trên tay em đây đó là chiếc chìa khóa của chiếc Tucson này. Thì em xin giới thiệu cái tính năng đầu tiên, đó là tính năng đèn nổ từ xa. Thao tác như sau, anh chị bấm giúp em hai lần nút khóa xe và giữ nút hold trong vòng khoảng 3 đến 5 giây. Đó, anh chị có thể thấy là chiếc xe đã được đèn nổ. Xe showroom em rất là mới, mới từ chiếc lốp đến hệ thống báo phanh rồi là răng. Anh chị mua xe ở đây thì yên tâm là auto là chuẩn chỉ và xe rất là đẹp, sạch sẽ từ đầu đến gót chân. Ok, thì tính năng này phục vụ anh chị là trong những ngày hè nóng bức và hoặc là thời tiết mùa đông lạnh thì anh chị có thể đè nổ để mình làm mát hoặc là làm ấm cái không gian ở trong xe trước. Thì mình tắt đi, chỉ việc ấn nút hold là máy đã được tắt rồi. Và thêm một tính năng nữa cũng ở nút mở khóa trên chìa khóa này, đó là hệ thống xuống kính bằng chìa khóa. Đây anh chị có thể thấy là khi mà em Tuyền giữ nút mở khóa thì chiếc xe đã được xuống kính hoàn toàn, xuống cả bốn kính luôn. Có gì ở xa này? Dĩ nhiên xuống kính thì sẽ có lên kính. Đây, anh chị giữ liền nút khóa giúp em. Đó, chiếc xe đã được lên kính. Nhưng mà em vừa bỏ ra giữa cái hành trình thì chiếc xe đã được lên một đoạn theo cái nhu cầu của anh chị. Và em sẽ bấm cho kính lên nốt hành trình còn lại. Đó, anh chị có thấy. Và đặc biệt Tucson mới này kính đã được là kính phân màu. Kính phân màu thì sao? Kính phân màu thì dĩ nhiên là sẽ có cái khoảng không gian riêng tư và riêng tư hơn ở hàng ghế phía sau cho những hành khách và có thể là chủ xe ngồi phía sau. Thêm một tính năng nữa, đó là tính năng mở cốp. Thì anh chị có thấy là trên chìa khóa được thiết lập nút mở cốp là nút hold này, xe là được trang bị cốp điện cho nên là đó mở cốp. Nhưng khi anh chị mở đến giữa hành trình, anh chị có thể bấm lại nút hold, nút mở cốp để giữ cho chiếc cốp cùng đi được một hành trình giống như là lên xuống kính vừa nãy em trình bày. Đó, mở hết cỡ rồi, bây giờ em sẽ đóng lại. Đóng lại anh chị cũng có thể là làm như vậy khi mà giữ nút hành trình đóng cốp, thì khi mà anh chị bỏ ra chiếc cốp đã dừng lại theo cái hành trình mà anh chị mong muốn. Đó, và một cái lưu ý nữa là chiếc xe Tucson Santa Fe và Creta mới thì chỉ được trang bị duy nhất một đèn lùi nha anh chị. Đây, đó là đèn lùi bên người lái, anh chị có thấy. Và bên đèn lùi bên phụ này thì chỉ làm đẹp, làm cho nó chiếc xe thêm tính thẩm mỹ thời trang. Thì có thể đây nó sẽ là xu hướng của tương lai, tại vì Hyundai là luôn đi trước thời đại mà anh chị. Đó, cùng nhìn qua một vòng chiếc Tucson xăng đặc biệt đen để anh chị cảm nhận rõ cái nét đẹp và thiết kế thể thao cũng không kém phần sang trọng.
Thì em vừa trình bày qua tính năng ẩn mà anh chị có thể dụng trên chiếc chìa khóa này. Anh chị quan tâm chi tiết hơn về giá cũng như là những cái công nghệ trên chiếc Tucson này, xin vui lòng liên hệ em Tuyền của channel Hùng Xe Hơi qua số điện thoại em để trên màn hình. Thì em chúc anh chị là có những phút giây trải nghiệm với channel Hùng Xe Hơi vui vẻ. Xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào.